cứ ra đấy, nếu mà không nhớ chị là ok được rồi đấy đó. Bây giờ đừng cứ bắt như thế mà trả lời như thế là ok. Rồi bây giờ tiếp theo câu nha.우리나라 고유의 난방 방식으로 부엌의 아궁이에 불을 때면 불기운이 방바닥 밑에 있는 돌을 데워서 방을 따뜻하게 해주는 전통적인 난방 장치는 무엇입니까? 온 đúng rồi, nghe được cái gì không? Nghe được. Đúng rồi, đây cho nên là nghe mấy chữ này, nghe được cái phòng bếp mà có lò bếp sưởi ha, đốt đá lên và làm cho phòng ấm áp. Thì là gì đây? Nghe được bao nhiêu đó, là những cái chữ đơn giản, cho dù vì những cái chữ mới mình không thì mình không nghe rõ, nhưng đấy chữ đơn giản mình nắm được cái đơn giản đấy. Trả lời được một câu rồi, ok Bình nha. Bây giờ tiếp theo một bạn nữa ha. Bây giờ tuyền tuyền mà tuyền Tina đi, trả lời được không em? À bây giờ cô có thể hỏi những cái câu cũ và cũng có thể hỏi những cái câu mới ha. Tiếp chưa nha. Rồi.추석 때 햅쌀을 반죽하여 안에 깨, 팥, 콩, 녹두, 밤 등을 넣고 반달 모양으로 빚어 솔잎을 깔고 찐 떡은 무엇입니까? 추석 때 햅쌀을 반죽하여 안에 깨, 팥, 콩, 녹두, 밤 등을 넣고 반달 모양으로 빚어 솔잎을 깔고 찐 떡은 무엇입니까? 그이 아, 성판입니다. 이해 được hết không? Mấy cái vật dụng đúng không, cái khung rồi đó, rồi trải lên lá phong rồi đó, vân vân vân. Rồi bây giờ tiếp nha.조상의 묘에 찾아 차례를 지내며 찬 음식을 먹는 명절은 무엇입니까? Nghe lại một lần nữa ha. 조상의 묘에 찾아 차례를 지내며 찬 음식을 먹는 명절은 무엇입니까? Đúng rồi đó, nghe được cái gì trong đây? À đúng rồi, chỉ cần hai cái thôi, mua tìm mộ và ăn những món ăn lạnh thì chỉ có gì hàng xích mà thôi. Rồi tiếp theo nha.1년 중 밤이 가장 긴 날인 동지의 대표적인 음식으로 귀신을 쫓는다는 의미가 들어있는 음식은 무엇입니까? Nghe lại không? Hay là trả lời bạch, chưa nha?달기, 달집 태우기 등의 Chưa chưa전통 놀이를 하는 우리나라의 명절은 무엇입니까? 네. Rồi bây giờ bắt đầu này. 1년 중 밤이 가장 긴 À chưa nha. 날인 동지의 À nhà대표적인 đúng rồi đúng. 음식으로 귀신을 쫓는다는 의미가 들어있는 음식은 무엇입니까? Không nghe được, bắt đầu bắt câu
câu được câu gì à? Nghe cái từ kia xin không? Bây giờ nghe lại một lần ở Phạm Trúc ai trả lời đấy? Hương à? 햅쌀을... Đúng rồi đấy. Bây giờ cho vừa nghe cái bài để tìm hiểu câu hỏi lại ha. Bây giờ là nay câu đang lấy câu lên. Nguyên chung 밤이 가자 달기, 달집 태우기 등의 전통 놀이를 하는 우리나라의 명절은 무엇입니까? 1년 중 밤이 가장 긴 날인 동지의 대표적인 음식으로 귀신을 쫓는다는 의미가 들어있는 음식은 무엇입니까? 네, 이렇게. Đó, người ta nói ngày dài nhất, đêm mà có một cái đêm mà dài nhất mà còn đồng chí cho mà Tết đồng chí và còn ki sinh chốt tà nữa. Thì là gì đây? Là ăn cháo, ăn cái món gì? Cháo đậu đỏ thôi. Đó, bây giờ thì quên đáp án rồi. Nhớ được câu hỏi mà quên đáp án trả lời thì là gì đây? Có tài luôn. Rồi, câu 27 em ta bắt đầu nha, cô bắt đầu thêm một vài câu nữa ha. Nói tiếng Việt luôn. Cháo đậu đỏ luôn, im đi ta. À. Hay là người nói bảo là cháo đậu đỏ im đi ta. Đấy, cháo đậu đỏ luôn nha. À, cái gì mà chúc chúc đó, đó đó cái gì mà chúc chúc đó trả lời một xung chúc gì đó một xung chúc gì đó tiếng Hàn không được chơi tiếng Việt được được nào thì được đúng không cô nói đùa thôi nha chứ mà đừng vào trong đó vào đùa đùa em ta đuổi về luôn á ta đuổi về không vô thi luôn rồi tiếp theo 여러 단결력을 기르는 놀이는 무엇입니까? 뚜야 뚜야 자, 빨리 한국 전통 놀이에는 어떤 것이 있습니까? 한국 전통 놀이에는 어떤 것이 있습니까? 체키 체키 là không phải. À anh nhầm nhá, đọc lại cho cô. Đọc lại cái từ đá cầu cho cô. À, đúng rồi. Chaki chaki á, imni imni ta. Rồi ok. Nghe hết đúng không? Cái câu này dễ đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo. 돌아가신 조상을 추모하는 것으로 설날이나 추석에 지내는 제사는 무엇입니까? 돌아가신 조상을 추모하는 것으로 설날이나 추석에 지내는 제사는 무엇입니까? 내리기야 Nghe lại đây. 돌아가신 조상을 추모하는 것으로 설날이나 추석에 지내는 제사는 무엇입니까? Nghe được hết không? Nghe được cái gì không đây? 지내는 제사 đúng không? Đấy, chị nên chia sẻ nhưng mà từ này cũng chưa đủ để mình nắm một câu luôn nha.
Thứ nhất là mình phải nghe, tại vì nhiều câu lắm, tại vì nhiều câu liên quan tới su sốc, nhiều câu là chân năng, nhiều câu liên quan tới chân tà đó. Đây là mình phải nắm là những tổ tiên đã mất thù ra kha sinh chô san và tưởng niệm. Tưởng niệm là gì đây? Chu mô hát gọi là gì? Cái phụ thì mới là chu sớp và sơn nan chê xa thôi đó. Đấy, cho nên là gì đây? Để tưởng niệm những người ông bà đã mất. Và cái cuối cùng là mình chu sớp ký với sơn la là mình dễ nghe lắm rồi, nhưng mà rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến chu sớp và sơn nan, cho nên là mình không thể nhờ cái chu sớp sơn nan mà để mình bắt được câu hỏi được, cho nên là gì đây, chú ý cái chỗ này ha. Rồi bây giờ câu cuối cùng.죽은 사람의 넋을 기리기 위해 음식을 차려 정성을 표하는 의식으로 돌아가신 날로 다음해부터 매년 지내는 것을 무엇이라고 합니까? Ai, câu này bắt được chỗ nào không? Nghe khá quen quen đúng không? Đây, cho nên là cái câu này mình phải từng câu mình phải là bắt, để sau này mình học đồng ba bốn bốn câu thì bây giờ mình không thể nào nhờ sự cảm giác được. Ở đây người ta cho đọc nghe một lần nữa nha, để coi bắt được từ này넋을 기리기 위해 음식을 chưa차려 hiểu. Nè. 죽은 사람의 넋을 기리기 위해 음식을 차려 정성을 표하는 의식으로 돌아가신 날로 다음해부터 매년 지내는 것을 무엇이라고 합니까? Nghe lại lần hai có được nghe được câu gì hả? Từ từ gì hả? Ông xích trả lời thôi à? Ông xích trả lời là đón được chê xa hả? Bây giờ đón được thì cô đã đáp án đúng là ok, nhưng mà khi mình đi thi ấy, thì là넋을 기리기 phải nghe câu위해 hỏi kỹ à. Rồi bây giờ thêm một lần nghe lỡ thử coi bắt được cái từ nào không, rồi cô đi đi tiếp ha. Phải nhớ tại vì rất là nhiều câu mình phải.죽은 사람의 넋을 기리기 위해 음식을 차려 정성을 표하는 의식으로 돌아가신 날로 다음해부터 매년 지내는 것을 무엇이라고 합니까? Nghe được câu gì nữa không? Rồi tạm thời nghe đâu nhưng vẫn đúng, nhưng mà ở đây cô nói không không phải nhờ trực giác ha, ở đây phải phải nắm chắc được khi mà đi thi về trực giác và lý thuyết, mà nhờ chính xác sự may mắn thì đôi khi một phần nào thôi. Mình phải có độ chính xác của nó để mình trả lời cho hợp lý, rồi luyện dần dần ha. Rồi bây giờ thêm một bạn nữa đi, bây giờ ngưng đi, những bạn khác vẫn trả lời bình thường nha, bây giờ hỏi các bạn trả lời thầm trong miệng thử coi mình có nhớ đúng với rõ ràng không. Ngân trả lời được không em? Có bận gì không em? Ngân rồi. Bây giờ tiếp theo ha.북, 장구, 진, 꽹과리 네 가지 악기로 연주하는 음악, 또한 그 음악과 함께 하는 놀이는 무엇입니까? Ok, bắt được cái gì đây? Đấy, bốn loại nhạc cụ đó là biết dùng để trong cái âm nhạc gì? Samunu le ha, chỉ cần bốn câu đó thôi. Bốn cái nhạc đó mới là gì đây? Người ta mới hòa tấu chung thôi. Đó là vậy mới gọi là Samunu le thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo.옛날에 우리 선조들은 어떤 집에서 살았습니까? Nghe là một nữa ha. 옛날에 우리 선조들은 어떤 집에서 살았습니까?
ta được tư duy. À Sơn Chô, đúng rồi, tổ tiên ngày 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 xưa thì dễ ra đây mình nghe quá nhiều rồi. Nhưng mà từ Sơn Chô cô mới hỏi em đấy. Đây là gì đây? Tổ tiên ông bà cha mẹ đấy. Thì là gì đây? Chỉ có là gì đấy? Hà, hàng ốc. Ừ. Rồi bây giờ tiếp theo ha.여기 난방 장치는 Chưa nhé.돼 있는 돌을 Đã bắt đầu.한옥은 어떤 집인지 설명해 보세요. 설명해보세요. Sunita bây giờ không nhớ nữa, ổn tôn Sunita là được rồi đó. Bây giờ trả lời hết rồi. Bây giờ vì là công trình kiến trúc Hàn Quốc cũng có này, là nhà xây có phòng lạnh ở phòng sưởi ấm, phòng gì đây, và phòng phòng lạnh ấm sưởi ấm lạnh thì là gì đấy. Ok rồi, bây giờ câu sau Imnita luôn đó, đó có những cái thế rồi, đâu ai bảo mình sai đâu đúng không. Ok, có thể là ok. Được rồi, bây giờ này nhớ hết câu ai hết nhớ hết cho nổi đúng không? Đó là tùy cơ ứng biến. Đúng, đủ cái khả năng là phải công trình là gì đây? Của Hàn Quốc, kiến trúc của Hàn Quốc này. Nhà mà có nhiệt độ sưởi nóng lạnh này. Đó, là nắm hết tí rồi. Rồi, tới đó mà không nhớ là im đi thà. Đó, im đi thà luôn. Rồi, tiếp theo.갖추고 있어. 온돌과 냉방사 전통 건축 양식으로 선조들은 어떤 Rồi, bắt đầu.옛날에 Chưa우리 nha.선조들 나라 전통 건축 양식으로 지은 집으로 막 Bắt đầu.우리나라 전통 건축 양식으로 지은 집으로 난방을 위한 온돌과 냉방을 위한 마루가 균형 있게 결합된 구조를 갖추고 있어 더위와 추위를 동시에 해결할 수 있는 집은 무엇입니까? 그게 đúng rồi, vì nắm được cái thằng nào đâu, có nắm được phần nào không? Câu này rất là dài đúng không? Nắm băng mà nắm được mốt nốt nhà mà trả lời được câu quá xuất sắc. Rồi bây giờ nghe lại nha.지은 집으로 난방을 위한 Rồi. 지은 집으로 난방 우리나라 전통 건축 양식으로 지은 집으로 난방을 위한 온돌과 냉방을 위한 마루가 균형 있게 결합된 구조를 갖추고 있어 더위와 추위를 동시에 해결할 수 있는 집은 무엇입니까? 라인 nghe được cái gì hả? Hai ốc là đúng rồi đó. Mà cái câu hỏi nghe được cái gì hả? À, có nghe được cái giải quyết cái nóng và cái lạnh không? À, đúng rồi. Thơ quy ha cu và chu quy và gì đây? Tông xe hề cơm hà su. À, giải quyết cái nóng và cái lạnh thì gì đây? Đó là ngôi nhà gì? Hang ốc và ủn tô thì khác nha. Ủn tô người ta hỏi là có cái cửa lò trong phòng bếp phải đốt lên, à, cho đá nó nóng lên thì mới là ủn tô ha. Còn cái này người ta nói là công trình kiến trúc của Hàn Quốc này và có hộp sưởi nóng lạnh này và gì đây, à, giải quyết được cái nóng và cái lạnh thì người ta nói, gì đây, chip bưng mùa ốc xin mì cá ít nâng chip bưng là nhà gì, chip chip à, chứ người ta không hỏi là gì đây. À, trần thông nắn băng trần chi nương mũ sumi đá là thiết bị hệ thống sưởi ấm gì. Hai câu cuối khác nhau, nếu mà mình không bắt được cái câu gì
mình không được nạm bằng vì có nhiều rất là nhiều cái nạm bằng, nhưng mà cuối cùng người ta nói là gì đây, giải quyết được cái nóng là cái nhà gì, giải quyết được nóng lạnh là cái nhà gì, thì chỉ có hang ốc. Và người ta nói là dây trơn thông cho khi nạm bằng trang chi đơn thiết bị sưởi ấm truyền thống là gì thì mới là ủng tô. Ồ, đó cho nên là đây nắm câu hỏi để trả lời chút xíu để trả lời sai ha. Rồi tiếp theo Chuseok tae haepsareul banjukhayo ane ge a bắt đầu. Chuseok은 무슨 날입니까? 추석에 하는 민속놀이에는 추석은 무슨 날입니까? một năm mà Giêsu hát tên Cosic. Bây giờ mình không có số hát tên mình nhớ không được hát tên, nhưng mà câu trả lời của em 90% rồi đó. Chị Khang là gì đây? Chính à, đúng rồi, là gì đây? À, dâng lên tổ tiên và là gì đây? Khám xa ha liên man đấy, 90% rồi đấy. Rồi tiếp theo ha. Ta mani bui je. Tiếp theo. 임진왜란 때 우리 군사가 많이 보이게 하려고 많은 여자들이 동그랗게 서서 함께 손을 잡고 원을 그리며 빙빙 돌면서 춤을 추며 노래하던 놀이는 무엇입니까? 아, câu này dễ không? Bình binh thủ đó rồi ha, vòng tròn đó, tụng cơ đáp kê. Rồi, tiếp theo. 그래서 두 사람이 한국 고유의 운동으로 모래밭에서 두 사람이 상대방의 삿바나 허리춤을 잡고 다리의 힘과 기술로 상대방을 땅에 넘어뜨리는 놀이를 무엇이라고 합니까? Đúng rồi, hãy bắt được cái gì ha. Rồi có nghe cái được ngã xuống đất không? Đúng rồi, đấy, 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 bắt được mấy con nhà các bạn xuất sắc chứ bộ. Vài cái thôi là biết được cái môn gì ha. À, các bạn đi thi mong là các bạn cũng giữ tinh thần vậy ha. Các bạn đừng run, các bạn đừng sợ là quên hết thôi. Kỹ năng của mình đấy, đó là kỹ năng sợ nhảy bén của mình đấy. Đấy cho nên là vậy đây, cố gắng như ở trên lớp. Rồi bây giờ tiếp theo. 여러 사람이 편을 갈라서 줄을 마주 잡고 당겨 승부를 겨루는 민속 놀이로 협동심과 단결력을 기르는 놀이는 무엇입니까? 어, 네, 네, 가라. 아, đúng rồi. Đó, bắt được từ đúng không? Hai chia thành hai phép theo này, karate này rồi gì đây? Chọc cô đen cơ nè, à, nắm rồi kéo gọi là gì đây, rồi là nắm dây kéo và đồng tâm hiệp lực, hợp tâm sinh gì đó, thì nghe nói là nắm dây kéo thì biết là gì đây, hai từ ba từ thôi là biết gì đây, chun chun tại thì kia nha, nhưng mà nhớ được cái nào nắm chủ chốt thì nhớ, tại vì cô nói rất là nhiều câu. Vì sao các bạn nói 400-500 câu làm sao mình nhớ nổi, 400-500 câu không nhớ nổi là nhờ mình phải nhờ những cái điểm đấy, mỗi cái nhớ một chút
mỗi câu nhớ một chút, mỗi câu nhớ một chút, đặc điểm một chút để mình trả lời cho hợp lý. Thế là bây giờ bốn trong câu các bạn nhớ hết, cô không bóc cái nào bạn hết, hết. Bây giờ cả bản thân cô bốn trong câu được không nhớ, và hầu như ai cũng thế thôi. À, bây giờ nhớ hết từng câu từng chữ thì không thể nào hết nhớ được, đó là gì, những từ thôi. Mỗi cấu trúc nó có một, một câu có được đặc điểm, mỗi câu có một đặc điểm, một hai đặc điểm, càng biết nhiều đặc điểm thì càng tốt, nhưng mà ít nhất phải từ một hai đặc điểm trở lên để mình như đây trả lời cho hợp lý. Rồi tiếp theo vài câu nữa ha, vài câu ở xa xa nữa ha, xa xa hơn một chút xíu nữa. 국적 A. 쭈쭈 빡다 우리나라의 4대 명절을 말해 보세요. nghe rõ không, nghe lại nha. 우리나라의 4대 명절을 말해 보세요. Nghe được hết câu không? À, đúng rồi, sao tên bạn chơi rồi đó, chủ chốt rồi đấy, không còn gì đến đó nữa. Rồi tiếp theo. 제기를 차면서 제주를 부리거나 누가 여러 번 찼을까를 겨루는 놀이를 무엇이라고 합니까? 제기를 차면서 제주를 부리거나 누가 여러 번 찼을까를 겨루는 놀이를 무엇이라고 합니까? 아, đúng rồi, nghe được hết không? Nghe lại đi. Cái câu không nhớ được đúng không? Đúng rồi, vì sao cô nói với các bạn lặp lại một lần nữa, lặp lại một lần cho mình nhớ đến khúc nào mình nói đi, mai mốt mình còn nhớ, lặp lại một lần hai lần còn nhớ nha. Nhưng mà các bạn nghe trả lời đúng là được ok. Bây giờ mình đang luyện tập này, các bạn lại trả lời đúng ok, nhưng mà không đi thi. Vì sao cô nhắc đi nhắc lại là để cho mình nhớ. Ví dụ như mình nghe được cái từ đá cầu thôi, người ta nói gì nói gì sao 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 thì nói, nhưng mà vẫn nghe được cái từ đá cầu là các bạn bắt được cái từ gì, chè kia cha, chè kia cha kia ha, có thể nghe hiểu nhưng mà nhắc lại thì khó. Nhưng mà vì sao phải nhắc lại là gì đây, để cho mình nhớ đặc điểm trong câu. Rồi bây giờ câu cuối cùng ha, 가을에 수확된 곡식을 조상님께 올리고 감사하는 날은 무슨 날입니까? nghe lại một lần ha. 가을에 수확된 곡식을 조상님께 올리고 감사하는 날은 무슨 날입니까? 아, đúng rồi, chu sớt em đi ta, nghe được hết câu không? À, dâng lên tổ tiên và là ngài cảm ơn. Nhớ tới cái mùa gì đây, mùa thu, dâng lên tổ tiên là chỉ mùa thu chỉ có là gì đây, chỉ có chú sớp thôi. À, đúng rồi, mùa thu gì đây, vào cái mùa ngũ cốc mà thuộc về mùa thu đấy, nhớ cái ngũ cốc và cái mùa thu thì ngũ cốc chỉ cần vào mùa chu sớp thì mới có những loại ngũ cốc mới mới gà thôi đó. Rồi ok đấy, hấp cấp rồi đấy. Không đơn giản như vậy đây thôi, hấp cấp với cô thôi chứ mà chưa nha, còn dài dài đó. Rồi bây giờ thêm một bạn nữa, các bạn một bạn cuối ha. Bây giờ câu mới câu cũ đồ cô hỏi hết nha. Bây giờ Hương đi. Hương. Ừ. Câu mới câu cũ tất tần tật nha. Nghe được câu nào trong này cô nói ha. Bây giờ để cô một tí à. 옛날 바닥 밑에 있는 곳입니까? 그냥 전통적인 아궁이에 불을 때 한다. 우리나라 고유의 난방 방식으로 부엌의 아궁이에
불을 떼면 불기운이 방바닥 밑에 있는 돌을 데워서 방을 따뜻하게 해주는 전통적인 난방 장치는 무엇입니까? Nghe được không? Nghe là vợ ha.불기운이 우리나라 고유의 난방 방식으로 부엌의 아궁이에 불을 떼면 불기운이 방바닥 밑에 있는 돌을 데워서 방을 따뜻하게 해주는 전통적인 난방 장치는 무엇입니까? 한옥 nghe lại một lần nữa ha. 불을 떼면 불기운이 방바닥 부엌의 아궁이에 불을 우리나라 고유의 난방 방식으로 부엌의 아궁이에 불을 떼면 불기운이 방바닥 밑에 있는 돌을 데워서 방을 따뜻하게 해주는 전통적인 난방 장치는 무엇입니까? Sao nãy vậy lại háo chết rồi ổn tung nha. Bây giờ nghe lại lần như, lần hai thế nào mà trả lời là ổn tung ổn tung nào. À đúng rồi đó, những cái đó thôi, nghe những cái đó là được được rồi. Gì đây, hai út là nó khác nha. Hai út là gì đây, giải quyết cái nóng cái lạnh ha. Và là gì đây, là gì đây? Công trình kiến trúc truyền thống. À nhầm nhá, là cái cần chu nhân xích đấy, truyền thống mới là hang, công trình kiến trúc truyền thống mới là hang ốc đúng không? Đó cho nên là hai cái này nó khác nhau nha, cũng là nạn băng. Cái câu hỏi của nhà và cái câu hỏi của này nó rất là nhầm lẫn, là vì sao có ủn tôn này, có như có lò sưởi và cũng là nạn băng nữa, nguy hang nữa, nhưng mà giải quyết cái nóng cái lạnh. Và cuối cùng người ta nói là ịt nưng chít, ịt nưng chít bưng, nhà có nhà trong đó à. Còn ở đây người ta nói chốt lại câu là trần thông chầu kinh nam băng trang chi hệ thống sưởi. Một cái là hỏi là nhà gì, một cái là hệ thống sưởi là gì đó. À, mình trả lời hai ốc là hồi nãy hai bạn ngân cũng nhầm mà hương cũng nhầm mà cái câu này à. Rồi bây giờ tiếp theo옛날에 chưa nha.우리 선조들은 어떤 매국을 올리거나 명절 때 흥을 돋우기 위해 연기하는 우리 민 뭐라고 해? 한 명의 소리꾼과 한 명의 고수가 음악적 이야기를 섞어가며 연기하는 우리 민족 고유의 음악은 무엇입니까? 아, 그거 내가 하라. 수리꾼 đúng không? Một người đào hát. Ừ. Đúng rồi, một hôm nhớ cú su vậy là gì đây, là được rồi. Một người đào hát, một người đánh trống, và ôm mặt là sóc cơ, lộn với nhau, chồng là với nhau và biểu diễn thì là gì đây, thằng suy thôi là đọc diễn. Ok đấy, tiếp.농촌에서 다 같이 농사 일을 할때 일의 능률을 올리거나 명절 때 흥을 돋우기 위해 연주하는 농민들의 음악으로 굿, 풍장, 매구, 풍물, 두레, 걸궁 등으로 불리며 유네스코 인류 무형 유산에 등재된 음악은 무엇입니까? 아, 나 mới đà bắt được từ gì quá dài, bắt được từ gì đây? Không cho đúng rồi. Rồi cuối cùng là cũng được những cái vật dụng như là cút nè, phun trang này nghe đúng không?
Bây giờ nè, liên quan đến là gì, nông dân này, nông min này, nông riêu, nông súc này, nông chun này, đó ba cái đó thôi ha. Và gì đây, những cái âm nhạc và những cái âm nhạc là phút thơ phong trang gì đó, nghe một hai cái đó thì biết âm nhạc gì cũng được, nhưng mà phần phía sau người ta nói là cũng được UNESCO công nhận, cho nên là các bạn bắt được hai cái này dễ hay. Cái lời nói bài, lời bài hát Arian thì có lời bài hát, nhưng mà cái nông nông ạc này thì có là nông dân, nông thôn, nông gì đó vân vân vân, và những cái âm nhạc âm cụ cũng là được UNESCO công nhận, cho nên đừng nghe cái UNESCO không, đừng nghe cái UNESCO không. Rồi bây giờ tiếp theo,구렁 깨물기, 달맞이, 쥐불놀이, 거위 팔기, 달집 태우기 등의 전통놀이를 하는 우리나라의 명절은 무엇입니까? Tên tôi vừa gì im đi tại nha, trả lại hết nha, im đi. Rồi nghe được hết không, nghe được hết đúng không, những cái trò chơi đúng không, đấy nhớ giỏi đấy. Bây giờ là gì đây, tiếp theo nhé, câu xa xưa vẫn nhớ ha,붉은 팥, 찰수수, chưa nha, bắt đầu. 정월 대보름에 먹는 음식으로 찹쌀, 차조, 붉은 팥, 찰수수, 검은콩 등 다섯 가지 곡식을 넣어 지은 밥은 무엇입니까? Có bộ này ta nghe hết không? Đấy nghe ba thứ loại ha, à gì đây, để gạo nè, đúng rồi, tha sốt cà chi ha, vào cốt xít năm loại ngũ ngũ cốc thì cho vào một cái cơm thì chỉ có loại gì đấy, cốt cốt xít thôi. Rồi bây giờ câu xa xưa nữa ha, thử một câu xa xưa ơi sao thế, nhớ không ha?태극기 모양을 설명해 보세요. Sumida. Bây giờ hơi ấy một chút xíu ha. Bây giờ nghe lại mà trả lời lại một lần nữa ha. Bây giờ nó có nền trắng nè, có hoa thái cực, có bốn quẻ màu ở bốn góc, thì bây giờ ghép lại cho nó su su một chút xíu ha. Bây giờ nghe lại trả lời lại một lần nữa. 태극기 모양을 설명해 보세요. Có hình thái cực ở chính giữa thì như thế nào đây? Có bốn quẻ ở bốn góc. À, cô mới xếp này cái xin này ta, nếu mà thêm cái mô sơ đi nữa, bốn góc. À, mô sơ đi e cơ môn xét kê xê kê ca isumita. Nhớ mình nhìn lá cờ, mình tưởng tượng mình ghép lại. Bây giờ hồi nãy em trả lời là được nắm được phần nào rồi đó. Mình nhớ nền trắng có một cái thái cực. À, nền trắng hay ở nền trắng có cái thái cực và có bốn gạo bốn góc thôi. À, bây giờ còn nhớ thế là ok đấy. Xa xưa, cái câu này là xưa rồi đó. Rồi bây giờ thêm một câu nữa ha. "무궁화는 무슨 의미를 가지고 있습니까?" 지지 않는 화, 화 라이.
là cái hoa không bao giờ tàn.